Xin chào mọi người đến với Song Thi TV. Hôm nay mình giới thiệu một loại thức uống từ hoa bột giấm hay còn gọi là hoa atiso đỏ. Công dụng của cây bột giấm là giảm cân nè, phòng và điều trị bệnh béo phì, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh, làm giảm sự hô hấp, bia rượu vào máu, tăng cường chức năng gan, bảo vệ gan, hạ huyết áp, giảm cholesterol, điều trị ho viêm họng, tốt cho chức năng tiêu hóa, lợi tiểu, lợi mật, nhuận tràng, điều trị táo bón, ngừa phòng bệnh chỉ. Có các cách pha bột giấm như sau. Cách thứ nhất là pha trà bột giấm, hoặc cách thứ hai là ngâm rượu bột giấm, và cách thứ ba là ngâm đường hoa bột giấm. Và hôm nay mình mua hoa bột giấm khô về mình ngâm đường nha các bạn. Đây mình mua một cái hũ hộp bột giấm như thế này, và mình rửa đi. Rửa thật là sạch, tại vì trong này nó nhiều cát lắm, không hiểu tại sao nó nhiều cát lắm. Nếu mà mọi người dùng sản phẩm tươi thì sẽ tốt hơn, nhưng mà ở đây thì mình không thấy sản phẩm tươi, do đó mình mua sản phẩm phơi khô ở trong cửa hàng của Hàn Quốc. Lần đầu tiên mình sử dụng luôn, nhìn nó đỏ đẹp, màu đẹp lắm, nhưng mà nó rất là chua nha mọi người, chua lắm lắm luôn á. Mình mua khô về nha, bắt đầu mình rửa hết những cái sạn đi, nhưng mà cũng không hết sạn ở trong đó nhiều lắm, không hiểu tại sao mà đất với sạn nhiều lắm, không có đất nhưng mà có sạn nhiều lắm. Mình rửa khô hết những cái này luôn, mình làm hơi bị nhiều, lần sau mình rút kinh nghiệm mình nấu nhiều quá luôn. Cái bông nó ăn cũng được, cái bông nó ăn ngon lắm, nhưng mà trong đó nó cát quá, do đó là mình chỉ lấy nước thôi, mình bỏ cái bông đi. Đằng sau mình hy vọng mình sẽ gặp được cái hoa tươi thì sẽ tốt hơn. Mình bỏ vô mình nấu nha, mình rửa sạch rồi, bây giờ mình bỏ vô chảo. Mình bỏ vô chảo rồi mình bỏ thêm nước, mình thêm 2 3 cấp nước như thế này. Rồi mình bỏ thêm khoảng 500 g đường vào để mình nấu. Nhưng mà nó đặc lắm mọi người ơi, nó đặc lắm luôn á. Nó chua lét à, lần đầu tiên mình ăn nó chua kinh khủng khiếp, nhưng mình bỏ đường nhiều. Mọi người nếu mà nấu lâu hoặc bỏ nhiều thật là nhiều đường vô, mọi người nấu thành keo là thành siro luôn á thì rất là tuyệt vời luôn. Mình nấu cho nó sôi lên một chút xíu thôi, tan hết đường và nấu một sôi lên hết, rồi bắt đầu thì mình bỏ qua cái rây, mình lọc, mình chỉ lấy cái nước thôi, tại vì cái bông nó cát nhiều quá, do đó là mình không có ăn cái bông. Mình ăn thử cái bông khoảng mấy lần nhưng mà nó cát, nó cứ trong miệng khó chịu lắm, do đó mình lọc, mình chỉ lấy nước. Còn cái bông thì mình bỏ, bỏ thì tiếc lắm luôn, nhưng mà chấp nhận bỏ để lần sau rút kinh nghiệm. Và bây giờ mình sử dụng một cái ly nha, rồi bỏ đá vào, mọi người bỏ từ từ uống bao nhiêu, nhưng mà mọi người nếu mà thấy chua quá thì có bỏ thêm đường đi, nhưng mà mình cũng thích uống chua. Và bây giờ mình rót bột giấm mới nấu xong vào, màu rất là đẹp luôn, đúng không mọi người, đẹp lắm luôn đó. Màu này là giống như rượu van hay rượu nho đó, nhìn rất là ngon luôn. Đây là sản phẩm của mình nè. Nấu xong rồi mọi người uống một ngày một ly nhỏ thôi nha, đừng uống nhiều quá, nó chua lắm, nó đau bao tử đó. Đây là sản phẩm của mình, chúc mọi người thành công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để có những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn mọi người, chào tạm biệt mọi người.